Xin nói em sao tên? Tên? Con nói em sao? Con nói em sao? Nãy tên nói gì? Nãy con mới nói gì đó? Không được hả? Không được sao? Không được sao con? Không được gì em? Không được gì em? Không được lấy. Không được lấy ha, nói em không được lấy ha. Không được lấy. Con lại nói em đi, đâu con lại nói em đi. Không được kỹ. Không được kỹ ha. Đâu con lại con nói em đi, con nói em ơi. Con lại đẳng đi, con kêu em ơi. Không được chỉ. Kêu đi em ơi. Xuống nhanh. Xuống nhanh. Mấy tuổi anh? Gần 2 tuổi. Xin nói em đi, em. Em ơi, không được chỉ. Xin nói em đi, em ơi, không được chỉ. Tháng rưỡi nữa là 2 tuổi. À. Chị này là mấy tháng rồi? Con trai. Con trai hả? À, 26 tháng. Tóc dài đấy, không biết luôn. Cái miệng nói chút à. Da trắng này chứ. Ai cũng lòng. Con hỏi ơi, em tên gì tiên? Hỏi em ơi, em tên gì? Tiên. Nhỏ đi muốn mà. Tiên hỏi đi em ơi, em tên gì? Con hỏi đây. Chị hỏi ba chứ em không được chỉ. À, ba nói em không được chỉ ha. Em tên Huy. Em tên Huy. Huy ha. À. Không. Em không được chỉ nha em. Đúng rồi. Em ơi không được chỉ nha em. Thì em có cái trả thì phô nha em. Ok.